Em xin chào anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ video trồng mai vàng trên chậu không khó nha anh chị. Để hỗ trợ đến một anh ở Quảng Nam và một bạn ở Vũng Tàu nha anh chị. Thì mời anh chị đi theo em. Trồng mai vàng trên chậu không bao giờ khó anh chị. Anh chị nắm vững hai yếu tố này thì anh chị sẽ trồng tất cả các loại cây trên chậu đều tốt nha anh chị. Thì yếu tố đầu tiên nhất á anh chị là nói về cái chậu. Đôi khi cái chậu anh chị đặt không đúng vị trí thì cái việc thoát nước nó cũng không ok anh chị. Và thứ hai nữa là chất trồng mình phối trộn không đúng nữa thì dẫn đến tình trạng là cây nó không hấp thụ được, là lý do rễ cám nó không có bám được anh chị. Đó là hai yếu tố. Đây em chia sẻ với anh chị yếu tố đầu tiên là cái chậu. Đây những bước đầu tiên là em chuẩn bị chậu nè anh chị. Em có kê chậu em lên nha. Đó, nhiều khi anh chị em thấy rất là nhiều là anh chị chỉ đặt cái chậu ở dưới mặt đất luôn. Có những anh chị kê nhưng mà tại sao cái cây nó cũng không tốt, là lý do là chất trồng. Đây em chia sẻ hết với cho anh chị những cái chậu nha. Thứ nhất là phải kê nha anh chị. Kê cho nó hở mặt đất lên vậy nè. Đó, để đảm bảo rằng khi mình tưới nước á là nó sẽ thoát nước ok nha anh chị. Đó, vì cây trên chậu á mình trồng á là cái nước là cái quyết định cái cây mình nó khỏe hay không anh chị. Là thứ nhất là cái chậu phải thoát nước. Và thứ hai là cái chất trồng. Thế nên anh chị, chất trồng này là em đã phối trộn rồi nha. Với tỷ lệ là em trộn là chấu 20%, mụn dừa 50% và còn lại 30% là cát xây dựng nha anh chị. Đó, anh chị thấy chất trồng của em phối trộn à. Và một điều đặc biệt nhất á là em đã tưới kích rễ vào đây để em trộn ướt lên nha anh chị. Em đã trộn ướt sẵn chứ em không có để khô. Em sợ để khô sau mình trồng cái cây vô trong chậu rồi á là mình tưới nó không có ướt đều á là nó dẫn đến cái chỗ khô á là cái rễ nó bắt không được nha anh chị. Đó là cái cây nó yếu. Vấn đề thứ hai nữa nha, đó là chất trồng. Rồi bây giờ em chia sẻ với anh chị cách trồng luôn. Vì sao em có cái bầu này để đặt vào đây nè anh chị. Đó. Anh chị có thắc mắc không? Rồi để em giải nghĩa cho anh chị nghe. Là cái chậu này nó so với cái cây mai của em đã bứng nè anh chị. Cây này là em bứng những cây em trồng ở ngoài đường nguồn lộ á, là em không có tưới phân á nha. Những cây mà anh chị đã tưới phân rồi á là không có dời vô chậu được nha anh chị. Để khoảng 1 tháng rưỡi, thí dụ như mình tưới phân bữa nay mà muốn dời cây nó vô chậu á là đợi 40 đến 45 ngày sau. Anh chị tuốt lá, tỉa cành rồi anh chị bứng là trồng ok nha. Đây em vũ bầu đất hết trơn nha anh chị. Đó là lý do cây mai của em nhỏ. Nó nhỏ hơn so với cái chậu nè anh chị. Cho nên em mới ép lại. Chứ để cái chậu nó bự quá thì dẫn đến là dư nước anh chị. Cái chậu của em đường kính là 40 nha. 40 tròn hết là 40 đó. Đây, từ đây qua đây 40. Và từ đây qua đây 40. Đó, anh chị thấy cái so với cái cây với cái chậu nó quá to anh chị. Đó là cũng dẫn đến là một phần là dư nước. Ví dụ như anh chị tưới, anh chị canh thì được. Còn trường hợp mà mình mắc đi làm á, mưa, hoặc là anh chị nhờ người khác tưới á, thì đâu có biết cái điều tiết nước là cho nó cây nó ok đâu anh chị. Nó là dẫn đến nó dư nước, nó ngập úng, nó sẽ chết rễ cám, rễ lông. Thì cái cây mình nó cũng không phát triển mạnh nha anh chị. Thậm chí là nó chết cây luôn nha. Đó là những yếu tố của em. Và kế tiếp á là em đã ngâm. Hôm qua em có đăng video ngắn với anh á, anh chị đó. Em đã ngâm
Em ngâm hôm qua là 3 tiếng. Rồi hôm nay em lấy ra. Rồi sớm giờ em ngâm thêm 2 tiếng nữa là 5 tiếng nha anh chị. Tổng cộng em ngâm trong dung dịch kích rễ này đó của Atonis đó là được 5 tiếng. Giờ em tiến hành em trồng nha. Và đặc biệt nữa, em muốn chia sẻ với anh chị luôn là những đầu cành và vết cắt của em á là em sẽ tha keo hết cho nghe anh chị. Để đảm bảo cái cây của em nó không bị mất nước nha. Đó rồi giờ còn bước còn lại á là chỉ việc mình trồng thôi. Và trồng như thế nào thì mời anh chị được cùng đón theo dõi nha. Anh chị thấy video của em chia sẻ hữu ích với mọi người thì hãy dành tặng cho em một like. Em rất cảm ơn anh chị rất nhiều. Và hãy chia sẻ những video có hữu ích đến cho tất cả anh chị em yêu thích mai vàng mà muốn trồng cây trên chậu á, được biết được cái clip của em nha. Cách trồng của em là trồng tất cả loại cây trên chậu được nha anh chị. Đó, điều đặc biệt là trồng được tất cả loại cây nha anh chị, chứ không phải riêng cây mai vàng không đâu. Đây, đây là kinh nghiệm của em. Đây, đây là đá nha anh chị. Đá này hay gọi là đá 1-2, đá để đổ bê tông xây nhà đó anh chị. Em sẽ dùng đá này, em đổ một lớp dưới cái đáy chậu nha. Đó, để tránh trường hợp nó bít cái lỗ này nè anh chị, là nó không thoát nước được. Em sợ cái vụ nước lắm nha anh chị. Anh chị xem cho kỹ nha, anh chị thực hiện đúng cách là mới ok nha anh chị. Nhiều khi anh chị không biết, anh chị trộn cái đá này vô cái chất trộn luôn là thua nha. Anh chị lót ở lớp dưới thôi. Đó, bắt đầu em sẽ vô chất trộn nha. Vô một lớp. Rồi em sẽ để cái bầu này vô. Nha anh chị. Đó, chất trộn của em là em đã trộn Atonis rồi đó nghe anh chị. Em đổ ra hết nửa thùng rồi nè. Đó, em đảm bảo là cái chất trộn của em có độ ẩm đàng hoàng, chứ nó không có khô. Khi em trộn là còn lại nước Atonis đó, em sẽ tưới hết luôn. Đây, đó, chắc cú là thoát nước đó anh chị. Chạy đường nào hết trơn á. Em sẽ lót một lớp để em để cái bầu vô, rồi em để đặt cái mai vô là em trồng luôn anh chị. Em chỉ ém cho nó hơi vừa cứng thôi để đảm bảo khi mình tưới nước nó không có bị sụp anh chị. Mình để nó mềm quá, khi mình tưới nước là nó sẽ tuôn xuống nha. Đó, cũng như mình làm cái giá thể cho nó ok đàng hoàng, cho nó không bị lỏng. Rồi, đây, cái này mới quan trọng nha anh chị. Không có cái này là cái cây của em coi chừng chết nha. Là lý do cái cây của em nhỏ hơn cái chậu. Đó, anh chị nào cái chậu này mà 40 đường kính á, là trồng cái cây tầm độ 20 hoành đến 30 hoành là ok. Đó, em sẽ đặt cây vô nè. Có một mình em mà em trồng nó hơi khó nha anh chị. Em sẽ cố gắng em quay trực tiếp cho anh chị được tham khảo nha. Sẽ thêm một ít chất trồng nữa anh chị. Để cái cây mình nó chôn sâu quá cũng không tốt. Rồi anh chị thấy em để cái bọc này vô là nó thu hẹp lại nha. Ở ngoài gì xung quanh này là nó không có gì hết trơn nha anh chị. Ở sau này cái cây em lớn á, là em sẽ tháo cái bầu này ra là em trồng trực tiếp vô cái bầu cái chậu này của em luôn là ok nha. Tầm độ cây nó khỏe rồi là em trồng luôn. Năm sau anh chị, năm sau em sẽ tiến hành em khui cái bầu này ra.
Chắc em xin gác máy tí anh chị ơi, để em trồng nha. Thì lưu ý anh chị trồng cứ anh chị cứ ém cho nó bít rễ hết trơn thôi, đừng để nó lỏng lẻo quá là không được, à, nó ngã anh chị. Thì có mình em là lý do là chị hôm qua em không có quay clip làm vậy đó, em gắng chờ con em nó đi học gì à, để mượn nó cầm máy mà cuối cùng con em đi học về hay hơi muộn anh chị, vậy em quay em đăng không kịp giờ, cho nên mong anh chị yêu quý em hãy thông cảm cho em nha. Rồi em xin gác máy cái em vô chất chồng anh chị. Đó được rồi, được rồi, được rồi anh chị ơi. Em sẽ làm từ từ, anh chị gắng cố gắng theo dõi tốn thời gian tí nha anh chị. Đó, video của em thì em chia sẻ rất thật lòng, đến với tất cả anh chị được yêu thích mai vàng, được nắm bắt được những cái cơ bản mình trồng cây trên chậu thôi anh chị. Đa số anh chị mắc sai lầm là cái cây nó không thoát nước thôi, với lại cái chất trồng, chất trồng của mình pha tỷ lệ không đúng rồi nó trồng nó cũng không ok đâu. Với tỷ lệ pha này của em là em tưới khi cây em có tược non có lá đó là em tưới mỗi ngày nha anh chị, còn khi em trồng em này em tưới cái ướt đẫm á rồi em theo dõi coi cái độ ẩm em thích hợp á em mới tưới nữa, khi mà cây còn ướt quá là em không có tưới nữa nha, chừng nào có lá em mới dám mạnh dạn em tưới. Cái gì mà cái gì nó cũng có cái mẹo hết trơn anh chị, nó cũng có cái mẹo hay, thì em biết làm sao thì em chia sẻ với anh chị như thế đó, cái nào hay thì mình chia sẻ lẫn nhau để cùng áp dụng cho cây nó tốt hơn anh chị. Vừa cứng thôi anh chị, lát mình tưới nước là nó đi cái cát này nè, nó sẽ đi lỏng lỏng, nó cũng đi bít hết trơn à. Em ngâm được 5 tiếng anh chị, 5 tiếng kích rễ. Anh chị thấy cái em trộn kích rễ vô cái chất trồng này nè, như bằng cái giá thể đó, tùy theo dùng anh chị kêu nha, thì nó có đã có độ ẩm nhất định nè, cho nên em không có sợ là em tưới nó bị khô nha. Và khi anh chị vô khô á, mà anh chị tưới là nó không có thấm đều đâu nha, không thấm đều. Em nó từng bị rồi. Em thì nhà em không có trồng trên chậu thiệt, nhưng mà em đã trồng trên chậu cho những bà con ở xung quanh này là rất là nhiều rồi. Em thấy anh chị trồng trên chậu thất bại quá và hỏi em nhiều, bình luận hỏi em á, em nên em mới làm cái clip này để hỗ trợ cho tất cả anh chị nha. Em trồng 100 cây là sống đủ 100 cây nha anh chị, còn tốt hay không là cái ăn thua cái quyết định cái thoát nước á, còn nhanh lớn hay không nữa ăn thua thì mình chăm sóc đó, thứ phân định kỳ, dưỡng rễ, xịt thuốc sâu và chỉ đúng bài bản là hoàng lại cây nó lớn thôi anh chị. Thì em sẽ áp dụng cái cách chăm sóc mai vàng ngoài đất với trồng mô, em áp dụng vô em đừng em chăm sóc cái cây trên chậu này nha, thì em đảm bảo rằng nó ok đó anh chị. Trên chậu thì chỉ có hai yếu tố thôi, như em nói từ đầu, một là cái nước mình thoát nước ok rồi là yên tâm, không có lo vấn đề là ngập úng thối rễ. Thứ hai nữa chất trồng, chất trồng anh chị phối trộn nó ok đàng hoàng rồi là nó cây nó ok à. Cái gác núi thì dùng nào của anh chị cũng có chứ nha, ở đâu cũng có xây nhà tất nhiên là phải có cái cát này đó, cho nên em làm cái cát này cho anh chị được, ở đâu anh chị cũng có hết để mà cùng áp dụng trồng cây nha anh chị. Nó cái được cái chậu của em chỉ có 20 mấy nha, 25 là vừa với cái cây nhỏ đó anh chị, ok nha. Còn so với 40 thì nó quá rộng anh chị, năm sau nữa mới vừa. Nếu 40 này á em muốn trồng cái cây để mà em mạnh dạn á thì em sẽ chừa cái cục đất nha. Thí dụ như cây này, cây nhỏ vậy mà em muốn trồng chậu 40 á, là em sẽ chừa cho nó một cục đất. Cục đất là em không có khui
cái rễ ra hết anh chị. Em sẽ chừa cho nó khoảng 50% đất là em mới mạnh dạn em trồng trên cái chậu được. Em khui chuyện qua em làm nó, em bứng nó khô quá anh chị, nó bể. Nó bể cho nên em mới thu gọn lại vậy nè, để đảm bảo rằng cái cây mình nó sống ok nha anh chị. Và hôm qua nó cũng cao lắm, nó cao 1m4 lận, em mới hạ bỏ phần nữa anh chị. Em sợ cái cây của em nó bộ rễ nó ít rồi nè, mà không giữ được đất nữa, thì để cái thân nó nhiều quá là nó sẽ yếu. Bộ rễ nó nuôi không hết cái thân thì sau này cây nó lớn nghèo ụt lắm. Em biết chắc điều đó luôn. Cho nên em hạ lại để đảm bảo cái cây em nó khỏe. Em trồng cái cây khỏe rồi em mới yên tâm anh chị. Thấy tinh thần mình nó vui vẻ ha. Đó. Em vô xong cái em có cột con dây này nè anh chị. Nè, em có cột cái con dây tép nè. Nè anh chị thấy không? Đó, khi em làm xong á là em sẽ cột lên thân mai cây mai em nha, 3 cọng. Rồi ngày mai em quay clip cho anh chị coi nha. Thì cột mình cột 3 hướng anh chị. Cũng như mình cột như cái kiểu kiền ba chân vậy đó. Đừng cho cái cây mình nó lúc lắc. Không có con vật gì đụng á thì nó không có lúc lắc đâu anh chị. Đây là mình ngừa thôi. Tí nữa tại vì em đang quay rồi em không có cột được. Em làm xong hết trơn rồi em cột rồi em tải video ngắn lên cho anh chị tham khảo nha. Đó, khờ đó. Vậy là xong rồi đó anh chị. Rồi. Em sẽ tưới nước. Tưới cái nước cái rễ đó đó. Tưới vào đây luôn. Tưới cảm thấy nó ướt hết là ok rồi. Còn cứ ngày thường. Bây giờ quay lại chăm sóc ngày thường nha anh chị. Em làm xong. Em tưới nước rồi em lấy cỏ em đậy lên nha. Đây em tưới, em tranh thủ em làm cho anh chị được rõ ràng hết trơn nha. Từ khi em nói với anh chị mạng yếu đồ đó, nó bị lắc mạng đó anh chị. Anh chị không có hiểu, không có nghe được là bỏ sót một vấn đề là nó nguy hiểm lắm. Rồi, vậy là quá dữ rồi đó anh chị. Đó anh chị thấy nước nè. Nó thông nước nè anh chị thấy không? Đó. Cỡ vậy đó mới được. Rồi. Kỹ có thế thôi anh chị. Trồng cây thì nó có nhiều công đoạn thôi. Vậy là xong rồi đó. Vì còn lại thì em sẽ đậy. Em đậy trên mặt để tránh trường hợp là sau này em có tưới á thì nó không có bị chốc lên như hồi nãy em tưới đó anh chị, là nó ảnh hưởng cái bộ rễ cám nè. Đây nè, chỉ có cỏ hay là cái giá thể nào mà mình bỏ đó mình phủ lên trên lớp, còn giá thể mới của mình á thì nó nằm ở dưới là cái rễ ăn được đó anh chị, thấy ngon lành chưa. Rồi đó, video này của em là kết thúc rồi đó anh chị. Chỉ gì còn lại là em kiền ba chân cái ha, em cột ha. Còn lại á, và là em sẽ quay clip hàng ngày em chăm sóc ra sao để cho anh chị cùng theo dõi nha. Nói em đẩy vậy là bây giờ đặc biệt cái này nữa anh chị ơi, em quên nha. Đây em sẽ để cây của em trên bóng mát nè anh chị nè, kế cái gốc cây bự nè để tránh trường hợp nắng nó trực tiếp anh chị. Nắng chiều thì có nhẹ một chút nha. Đó. Vậy nên đảm bảo ơi, cái cây của mình nó không có bị khô nha, là nó đảm bảo sống an toàn. Rồi cứ như vậy anh chị thăm cỡ chừng 4-5 ngày anh chị dở ra anh chị thăm nè, anh chị coi coi nó có khô không. Nó khô trắng mình mới sợ nha, còn nó hơi ẩm ẩm là cái độ ẩm thích hợp đó anh chị, để cho cái rễ cám nó ăn á. Rồi cái bắt đầu mình xịt hàng ngày, cái mình lấy bình xịt, mình xịt cho nó ướt thân và xịt ở dưới gốc một chút thôi. Đó, đảm bảo cái cây của mình là ok. Đừng cho nó quá ướt nha. Mà đừng có để quá khô, nó là cái nguyên lý cây mai là nó vậy. Đừng quá ướt và đừng quá khô là cây nó phát triển ok à.
Rồi em xin cuối clip nha anh chị. Em xin chúc tất cả anh chị đang trồng mai vàng trên chậu được nhìn thấy được cái clip này và áp dụng được cây trồng cây của anh chị tại nhà, tất cả loại cây luôn nha anh chị, trồng tại nhà thì việc chăm sóc đồ là nó ok đó anh chị, nó thoát nước được vậy là ngon lành, anh chị cứ yên tâm mà áp dụng như cách của em. Còn phần lại là cách chăm sóc thì anh chị nào chưa đăng ký kênh em á thì anh chị hãy ấn đăng ký để theo dõi những video em tải lên hàng ngày em chăm sóc cây trên chậu này để cùng hỗ trợ đến cho tất cả anh chị nha anh chị. Rồi xin bye bye anh chị nha. Chúc anh chị ngủ ngon nha anh chị.